Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm solo boss để lấy thanh kiếm Kai cộng cái mũ của hắn ta tại đảo trên trời hem. Thì solo boss này có hai hình thức solo. Một là solo bằng trái quỷ thích hợp, còn hai là bạn sẽ solo bằng melee. Mình sẽ solo bằng melee trước hem. Và nếu các bạn đã chọn cái con đường solo bằng melee này rồi thì mình nghĩ các bạn nên chọn Lethlet. Tại vì Lethlet đam to mà nó không yêu cầu tộc. Còn những cái melee của tộc Minh hay là karate người cá của tộc người cá đó thì khó mà có được. Các bạn phải bỏ một số robot ra để quay ngẫu nhiên để ra tộc Minh và tộc người cá để sở hữu cái melee riêng của hai tộc đó hem. Còn Lethlet thì các bạn tộc nào các bạn cũng có thể mua được. Mà cái lượng đam thì phải nói là khá là to luôn. Thì điều đầu tiên mà muốn solo được con boss ở đây thì bạn phải dụ hết cái bầy lính này. Phải giải quyết cái bầy lính này trước cái đã. Chứ cái bầy lính này mệt mỏi lắm các bạn. Tuy các bạn có Haki quan sát hay là trác quỷ hệ lâu dài gì đi chăng nữa, mà khi mà nó tập trung mà nó bứa liên tục và chịu đời không nổi đó các bạn. Rồi xong, sau khi mà giải quyết xong được bầy lính rồi thì chúng ta tập trung vào mục tiêu chính thôi. Quay lại đỡ liền, đâu có chém óc mình được. Định chém lát lưng mình đâu có dễ các bạn. Đỡ liền, bây giờ là mình sẽ tấp thằng boss sát dách luôn hem. Đỡ, sau khi né được thức đó bu vô tấp liền. Ê các bạn có để ý không? Haki của mình mới đá được 27 đam mà bây giờ lên được 28 đam luôn rồi kìa. Vậy là Haki của mình là lên thêm một bậc nữa rồi các bạn. Tăng được thêm một đam nữa rồi. Thì Haki của mình hình như là nằm ở bậc 3 các bạn. Tăng được tổng cộng là 3 đam rồi hem. Bình thường mình không bật Haki vũ trang đó thì sẽ có là 25 đam với những cái đòn Lethlet của mình. Tại vì Lethlet của mình thì cũng nâng đã đến giới hạn đam của nó rồi. Không còn lên đam được nữa đâu. Nên là cơ bản mặc định sẽ là 25. Khi bật Haki lên á, lúc nãy mình bật lên tăng được 2 đam là 27. Và sau khi đá con boss dài phát thì Haki nó tăng bật lên thì được 28 đam. Cũng xui cho con boss này rồi. Đỡ liền, quay lại liền nha. Các bạn phải đỡ cái chiêu đó trước khi mà cái con boss nó ra sau lưng nó chém em. Chứ các bạn để nó phát động cái phạm vi màu đỏ lên đó thì bạn sẽ không còn đỡ được nữa. Bạn thấy mình tấp con boss chịu đời không nổi luôn không? Dậm phát nào phát nấy thấu trời không địa mà. Nè tém trời trời. Nó bắt bài được mình rồi các bạn. Được lắm. Ý nó chém. Đấy các bạn thấy, khi mà nó xuất hiện cái khu vực màu đỏ hiện lên trên màn hình mấy bạn đó thì chắc chắn là mấy bạn sẽ không còn đỡ được nữa. Và các bạn sẽ hứng trọn toàn bộ là 100 đam. Nếu mà các bạn bật Haki quan sát thì sẽ không sao. Còn các bạn không bật Haki quan sát đó thì hắn sẽ lấy đi con nhân vật chính của các bạn là 100 đam hay không. Thì từ bây giờ mình sẽ vừa xử cái bầy quái mà vừa đối chọi với tên boss nè. Cái ca này nó hơi bị căng một xíu, nhưng mà không sao, kết hợp được thì ok. Xong bầy quái đã xong, bây giờ là tính đến chuyện cái con boss này nè. Con boss này toan này làm cái gì à? Để lỡ chém mà đỡ liền chứ đâu có chém được. Nó chém đau lắm nha các bạn, nên là các bạn phải phòng thủ ngay tức khắc. Quay lại liền, định chém lưng mình nữa. Ăn được hai nhái nó ăn hoài. Ăn tính dễ ăn lắm hả? Ốc bu vàng đây nè, lao vô đây ăn. Ăn nữa đi nó, ăn đi. Giờ là tém giò ngoài luôn nè, chứ không có cần ép tường tém giò, nó chỉ đứng ngoài quất luôn nè. Nó chống cự động lướt nữa. Làm được làm hoài hem. Nhưng mà trước nãy giờ mình còn cố gắng. Tém nó. Thì các bạn có thể tấp nó vào tường để cho mình dễ sử dụng ép gốc, cũng như là sử dụng chiêu combo hơn ha. Đó, tấp vô. Rồi, tém giò liền. Tiếp tục làm thêm phát combo nữa. E đá lên. Rống. Nè, tấp luôn. Chịu đợi đâu có thấu với mình. Trời ơi, tội nghiệp ông. Ôi ơi, nó phản đoàn lại được rồi. Tiếp tục nè. Chưa hết đâu, còn nữa. Phin đang đến hồi gây cấn các bạn à. Rống. Ôi trời ơi. Tại sao tập trung cái bầy này đông thế? Vô đây. Cái con đó nó khóa giải chiêu thức của mình, nó cứu bầy quái kìa các bạn. Giờ tiếp tục. Quay thôi. Mình thì ít động địa vào trác quỷ lắm nha. Tại vì trác quỷ á thì đánh cái con boss này chủ yếu là để khống chế thôi các bạn à. Chứ không có đam nhiều. Tại vì mình đã nâng hết vào melee rồi. Rồi con boss sắp tiêu à. Xong bầy quái này là cũng như là con boss là tình anh đi bán díu.
Còn ráng rướng nghe không, còn lấy được chút đỉnh máu nè, chém nữa đi nó, cho chém cái cho đã nư á. Rồi kết thúc cuộc đời tại đây đi. Bầy quái sẽ không xuất hiện thêm lần nữa để giải cứu đâu. Tại nó là nhất quá tam mà. Không thể hành mình ở hai cái đợt quái xuất hiện thì coi như là con boss nó toàn. Xong. Kết thúc rồi. Đừng có ráng rướng. Rướng. Là đây nữa. Rồi mình thèm đạp chiêu xê đá nó bay đốc nhà nó mà tội nghiệp. Rồi xong. Vậy là mình đã giải quyết xong được boss. Đây là cái cách bằng melee. Và bây giờ là sẽ là cái cách sử dụng trái quỷ nha các bạn. Thì sử dụng trái quỷ mình sẽ sử dụng trái Pika. Đấy. Các bạn chỉ cần sử dụng một chiêu của trái Pika thôi. Là chiêu Z. Mình đứng đây mình cứ Z cứ sấy xuống như vậy. Đến khi nào boss chết thôi em. Rồi mình chờ chiêu nó hồi phục. Tại vì cái chiêu này thì cũng duy trì tầm khoảng 10 giây vậy các bạn. Đó. Các bạn tiếp tục. Bom chiêu xuống vào đầu của boss. Thì với cái điều kiện là các bạn phải có trái quỷ Pika hem. Và các bạn nâng nhiều điểm đi vô một tí cho cái lượng đam tăng cao. Nếu mà các bạn nâng điểm đi vô tầm có 50% đó, đánh vẫn được nhưng mà hơi lâu xíu thôi. Nên là mình khuyên các bạn nâng cao cao tầm 150-200 gì đó. Nếu mà được á, thì bạn nâng full đam của trái quỷ Pika luôn. Để các bạn đánh cho ngon lành hem. Nó mình cứ sấy như thế này thì con boss nó cứ đứng nó bay bay ở trển. Nó không làm được gì mình luôn. 500 máu mình còn y nguyên, các bạn 300 máu cũng còn y nguyên. Nó không làm gì được một giọt máu mấy bạn hết. Có tốn stamina mấy bạn hơi nhiều thì có thiệt. Tại vì khi mà sử dụng chiêu trái quỷ này đó, thì trong lúc mà các bạn giữ liệt duy trì thì bạn thấy stamina rút không? Đó. Nhưng mà chỉ là một lượng ít ỏi. Sau khi mà mấy bạn sẽ sở hữu được cái nón cũng như là thanh kiếm của hắn ta hem. Thì cứ như vậy thì các bạn cứ duy trì 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí là 3 tiếng chừng nào mà các bạn có được cái nón với cây kiếm thì thôi hem. Thì mình sẽ cố gắng lấy cái nón rồi sau đó là cây kiếm hoặc là cây kiếm rồi cái nón hem. Nói chung là mình sẽ lấy hai món đó. Cố gắng trong video ngày hôm nay để cho các bạn xem hai món đó khủng khiếp khiếp vía như thế nào hem. Rồi xong. Tên boss là coi như là đi tông rồi. Thì mình cũng không có gì hết. Thì mình cứ đứng tới đây chờ đợi thôi các bạn. Sau khi tên boss xuất hiện thì tiếp tục. Thì 5 phút boss sẽ xuất hiện một lần, 5 phút boss sẽ xuất hiện một lần hem. Thì đánh chừng nào mà lâu ra thì thôi. Và mình quên nói các bạn nữa, cái cách thức này đó thì có những trái quỷ khác vẫn có thể farm được hem. Riêng về những trái quỷ mà bắn đùng rầm như lúc nãy đó thì lính nó sẽ văng ra xa các bạn, nó rất là khó farm. Mình thấy trái quỷ Pika đó thì chiêu Z của nó rất là tối ưu rồi. Riêng những trái quỷ khác thì nó không được tối ưu mấy, các bạn farm sẽ chậm hơn trái quỷ Pika nhưng mà vẫn farm được hem. Chẳng hạn như là trái Hie hay là trái Magu bơm bơm á thì các bạn farm vẫn được. Bơm bơm thì có một cái chiêu vô cùng ghê gớm gớm ghê là cái chiêu tự sát. Các bạn đứng phía dưới thì chỉ cần nổ thì lát boss trên đây chết thôi. Thì bạn chỉ cần 5 đến 10 phút là bạn có thể farm được một con boss rồi. Còn riêng về những trái quỷ mà bắn đùng rầm như vậy á, quái nó văng thì hơi bị khó khăn để farm. Nhưng mà cũng có thể farm được nha các bạn, nhưng mà chậm hơn trái quỷ Pika thôi. Còn ở cái phân đoạn này á, thì mình đã lấy được cái nón. Đó các bạn thấy nó vừa xuất hiện luôn không? Thì farm thời gian cũng phải nói là rất là dài luôn để sở hữu cái nón này. Thì cái nón này là thuộc dòng dõi của Rare. Và khi mà các bạn đeo lên đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là 75 máu hem. Đó. Và tỷ lệ xuất hiện cái nón này là bao nhiêu phần trăm? 5% nha các bạn. Nên là nếu các bạn nào may mắn thì farm chỉ một con đã ra rồi. Còn nếu mà các bạn nào mà hụt dạng mà xui với xẻo như mình đó, thì chắc chắn các bạn farm vài tiếng đồng hồ mới ra. Thậm chí là các bạn phải farm 8-9 tiếng đồng hồ mới ra. Cái đó là cái thời gian mà nó lâu lắm luôn rồi đó. Các bạn mà farm tới thời gian đó mà không ra nữa đó, thì dám chắc với các bạn là các bạn xui hơn mình rồi. Tại vì 8-9 tiếng mà các bạn bỏ cái thời gian đó ra thì 5% thế nào cũng lòi ra. Trái quỷ 1% mà các bạn bỏ chỉ cần 1 tiếng đồng hồ các bạn farm đã lòi ra được một trái rồi. Nhưng mà không biết là trái Lusa hay là trái Suke thôi. Rồi xong, mình đã đội cái nón yêu tinh lên. Thì các bạn farm thì bạn nhớ lấy nón yêu tinh để hỗ trợ thêm một điểm stamina hồi phục nha. Chứ các bạn đừng sử dụng cái nón cũng già Noel để hồi máu hem. Tại vì mình đứng ở đây mình cũng không cần phải hồi máu, mình cần stamina nhiều hơn. Ở cái phân đoạn này thì mình có được cái kiếm rồi nè các bạn. Thì tại vì mình farm đó thì mình vừa coi phim nên là cũng không để ý mình có cây kiếm nữa các bạn. Thì lúc mà mình vào túi mình coi đó thì đã xuất hiện cái cây kiếm này rồi hem. Đây, cây kiếm mà mình đã lấy được từ cái tên boss ở đây hem. Hiện tại mình mới giết hắn nên là hắn vẫn chưa xuất hiện. Đây rồi. Thanh kiếm chém rất là phủ và phê. Chém rất là sướng luôn các bạn. Nhưng mà có điều á,
mình tiếc á là cái hệ thống chiêu thức sẽ không có ở đây nè. Thì có thể là mình sẽ đi đến cái thầy dạy kiếm xem thử coi là thầy ấy có dạy được hệ thống chiêu thức của cây kiếm này hay không. Chứ mình thấy là sau khi mà lấy được cây kiếm này đó thì bạn sẽ không có được hệ thống chiêu thức từ boss em. Từ cái chiêu mà đỏ màn hình rồi chém lưng, rồi cái chiêu mà lướt tới, mình không có các bạn. Đáng lý ra là mình phải có được hai chiêu đó em, nhưng mà không có các bạn ơi. Sau khi mình lấy được cây kiếm thì không có nè. Đây, nhìn cây kiếm rất là đẹp luôn. Cây kiếm này mình cũng không biết là trong bộ anime gì nữa, nhưng mà nhìn cái kiếm nó là quá đẹp, quá tuyệt vời luôn nè bạn. Nhìn đã không? Trời ơi, nhìn quá sướng luôn nữa chứ. Rút kiếm ra nè, rút kiếm cho bạn coi ha. Đó. Wow, gào gào gào, tuyệt vời. Thì ở video lần này thì mình đã lấy được cái nón sắt của cái tên boss ở trên đây ha, tăng 75 máu. Và tiếp theo là mình đã lấy được thanh kiếm của hắn ta. Vậy là hai món tiếp theo từ tên boss này là mình đã giải quyết xong xuôi rồi. Bây giờ chỉ còn cây kẹo của ông già Noel, và kế đến là cái vật trang trí của chú trời Ino, là coi như là mình đã full update 1 của tựa game này rồi. Mình không còn cái gì nữa. Chưa, còn. Quên, update 1 còn trái bơm bơm và trái Goro. Hiện tại hai trái quỷ đó mình vẫn chưa review. Trái bơm thì mình có rồi, còn riêng trái Goro thì mình sẽ cố gắng kiếm trong những video lần sau hem. Rồi, video lần này thì cũng gửi lời cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình hem. Và hẹn gặp các bạn cũng như là những anh em khác trong những video lần sau và tiếp theo của tựa game Rainbow Online. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye các bạn.